cấp khúc Tây Du Ký, màn ăn cháo đá bát chấn động lịch sử phim ảnh. Bật TV thấy Tây Du Ký là tôi chuyển kênh hay tôi không thấy vẻ vang về Tây Du Ký là những chia sẻ của bà Dương Khiết, đạo diễn bộ phim truyền hình huyền thoại Tây Du Ký. Dù chính Tây Du Ký đã giúp đạo diễn Dương Khiết được vinh danh là một trong 10 đạo diễn điện ảnh và truyền hình hàng đầu Trung Quốc trong thời đại mới 1978 đến 1987, nhưng bà lại hận bộ phim này thấu tận tâm can. Lý do bởi màn ăn cháo đá bát của dàn diễn viên chính với nữ đạo diễn. Cụ thể, sau khi bộ phim phát sóng, dàn diễn viên đều nổi tiếng khắp thế giới và được mời sang giao lưu ở Singapore. Tuy nhiên, khi Dương Khiết tập hợp mọi người lại để tập tiết mục văn nghệ thì Lục Tiểu Linh Đồng, đóng Tôn Ngộ Không, Mã Đức Hoa, vai Trư Bách Giới và Diêm Hoài Lễ, vai Sa Tăng đồng loạt báo cáo ốm để không dự sự kiện. Nhưng sự thật là họ đi biểu diễn thương mại ở một sự kiện khác vì các xe cao hơn. Đỉnh điểm hơn là khi giám đốc của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc lúc bấy giờ là Vương Phong tuyên bố giải tán đoàn phim Tây Du Ký sau màn nói xấu của dàn diễn viên chính với nữ đạo diễn. Nhưng sự thật giải tán ở đây chỉ là loại bỏ đi đạo diễn Dương Khiết. Bị đâm sau lưng, nữ đạo diễn đã vô cùng tức giận. Khi Tây Du Ký lên kế hoạch sản xuất phần 2, bà tiếp tục được mời làm đạo diễn do nhà sản xuất nhận ra không ai phù hợp hơn. Vì để tiếp tục giữ vai diễn của mình, bốn thầy trò Đường Tăng đã đến xin lỗi và quỳ gối trước nữ đạo diễn để hóa giải ân oán. Đến năm 2017, bốn thầy trò này lại tiếp tục bị chỉ trích khi trong đám tang của đạo diễn Dương Khiết, họ lại trả lời truyền thông và giới thiệu về dự án mới của mình. Tưởng Đại Vĩ, nam ca sĩ hát ca khúc chủ đề Tây Du Ký đã phải lên tiếng, sao các người có thể bạc tình vô ân đến vậy? Nếu không có đạo diễn Dương Khiết, các người có được như ngày hôm nay không? Vậy còn bạn nghĩ sao về màn ăn cháo đá bát chấn động giới phim ảnh này?